Michael Leon Ward ở Bắc Carolina bị bắt vì giấu một khẩu súng ổ quay trong hậu môn. Theo cảnh sát, khẩu súng dài 25,4cm chưa lên đạn chỉ được phát hiện khi nghi can bị giam trong xà lim và bị khám xét. Giấu súng lục trong âm đạo. Josephine McAllister, 34 tuổi, đã nhét một khẩu súng vào trong âm đạo với ý định chuyển nó cho người tình. Đang ngồi trong nhà tù ở thành phố Albuquerque thuộc tiểu bang New Mexico, Mỹ. Các bác sĩ đã phải mặc một chiếc áo chống đạn khi tiến hành lấy khẩu súng ra khỏi âm đạo của cô gái. Bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật cho biết toàn bộ ekip mổ đã rất căng thẳng vì hình chụp X-quang cho thấy súng đã mở chốt an toàn. Trường hợp tương tự, một cô gái ăn trộm đồng hồ Rolex rồi giấu vào chỗ kín. Cô ả Christina Lafay, 25 tuổi, đã ăn trộm chiếc đồng hồ của một du khách tại Las Vegas, Mỹ. Mặc dù cô đã giấu nó vào chỗ kín, nhưng vẫn bị các bảo vệ phát hiện ra. Cảnh sát cho biết cô ta đã nhiều lần thoát tội nhờ thủ đoạn tinh vi này. Bảo vệ nhà tù chuyển heroin cho tù nhân. Thỉnh thoảng, người phạm tội không chỉ là những kẻ ngồi sau song sắt, mà còn là kẻ đảm nhiệm công việc bảo vệ công lý. Viện phó cảnh sát trưởng ở hạt Los Angeles, Mỹ, Harry Marin, 27 tuổi, cố gắng đưa loại thức ăn được trộn heroin cho một tù nhân bị giam giữ trong phòng giam của tòa án. Sau khi vụ việc bị phát hiện, ông ta bị bắt và không còn cơ hội trông coi tù nhân vận chuyển ma túy. Phụ nữ thoát y chui lọt vào nhà tù với tư cách trợ lý luật sư. Những tên trùm ma túy giàu có ngồi sau song sắt tại một nhà tù ở Miami, Mỹ đã tìm cách đưa bằng được các vũ nữ thoát y vào nhà giam. Chúng thuê các luật sư và nhờ họ tìm kiếm các vũ nữ, rồi cho họ đóng giả là trợ lý luật sư để cùng vào nhà giam. Nhờ thế, các cô gái này không chỉ làm nhiệm vụ cởi đồ và để cho ông trùm sờ soạn, mà họ còn mang thêm vào nhà giam tạp chí Playboy, rượu và tiền. Dùng bồ câu vận chuyển ma túy. Tù nhân và đồng phạm ở Colombia đã sử dụng những con bồ câu đã được huấn luyện để chuyển cả ma túy và điện thoại di động vào trong sân nhà tù. Kế hoạch này bị phá vỡ chỉ vì những tên tội phạm quá tham lam và nhét quá nhiều hàng trên lũ bồ câu, khiến chúng bay xuống vị trí cách xa nơi cần đến và bị cảnh sát phát hiện. Tán ma túy và vẽ trong cuốn sách tô màu trẻ em. Ba tù nhân và người thân của họ đã cố gắng chuyển ma túy vào một nhà tù ở New Jersey nhờ sách tô màu trẻ em. Ma túy được tán thành bột nhão rồi bôi vào cuốn sách màu với cụm từ gửi bố ở các trang. Bị buộc tội trong vụ việc này là các tù nhân Zachary Hurst, Charles Markham và Bo Sibioni, cùng với mẹ của Markham, hiện họ vẫn đang bị truy nã. Điện thoại reo trong bụng tù nhân. Tinh vi và liều lĩnh đến độ giấu điện thoại di động trong ruột để mong qua ải kiểm tra, nhưng một tù nhân Sri Lanka vẫn bị phát hiện vì quản ngục lỡ nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ người anh ta. Cả tù nhân 58 tuổi bị ban quản lý nhà tù Welakada Kote Sri Lanka đưa đến bệnh viện cấp kỳ. Kết quả chụp X-quang phơi bày chiếc điện thoại đang ngự trong bụng ông ta và các bác sĩ phải giải phẫu lấy ra. Nhà tù vốn không cho tù nhân sở hữu điện thoại. Có lẽ người tù này nghĩ mãi và can đảm lắm mới dùng đến chiêu độc này. Không ngờ lại bể mánh vì quên không tắt nguồn hoặc ít nhất là chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Quan chức nhà tù không tiết lộ danh tính người tù, chỉ cho biết ông ta đang thụ án 10 năm do tội trộm cắp. Tên tù George Vera. Tù nhân George Vera nặng 226kg ở một nhà tù tại Texas, Mỹ đã giấu một khẩu súng và qua mặt lính gác sau khi khôn ngoan để nó vào giữa những miếng mỡ ở bụng. Bằng cách đó, tù nhân này mang trót lọt khẩu súng ngắn 9mm chưa có đạn vào nhà tù. Tuy nhiên, hành vi của hắn ta sau đó cũng bị cảnh sát phát hiện. Tù nhân nhét 30 món đồ vào hậu môn. Các quan chức ở nhà tù Florida đã tìm thấy 17 viên oxycodone, một điếu thuốc, 6 que diêm, một viên đá lửa, một ống tiêm rỗng cùng một cục tẩy, một hộp son môi, một bao cao su, một đơn thuốc và một phiếu giảm giá. Tất cả chúng được nhét vào bao cao su và cho vào hậu môn của Neil Lansing, 34 tuổi. Sử dụng chó để vận chuyển ma túy. Những kẻ buôn lậu còn nhét hàng cấm vào bụng những chú chó. Đó là trường hợp của Gregory Graham,
và Kea Michael Chapman, hai kẻ đã giấu cocaine vào bụng chú chó của họ, nhằm mang lậu từ Colombia vào Anh. Ngoài ra, những kẻ buôn lậu lợi dụng đàn chó vận chuyển ma túy bằng cách cấy ma túy lỏng vào người chúng, dùng tàu ngầm để vận chuyển ma túy. Hải quân Colombia mới đây đã bắt giữ một tàu ngầm cỡ lớn được thiết kế tinh vi, bên trong chứa 6 tấn cocaine có giá trị lên đến 182 triệu USD. Chiếc tàu ngầm này dài 10 mét, bên trong có 275 gói cocaine và 4 thuyền viên. Đây là vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất mà đồn biên phòng Mỹ từng phá được. Thế nhưng vẫn còn gần 2 tấn cocaine đã chìm xuống đáy biển trong đợt truy quét nói trên. Dùng súng bắn đá để buôn cần sa. Đầu năm 2012, Hải quan Mỹ đã phát hiện một vụ buôn lậu khá hy hữu. Theo một số nguồn tin, các sĩ quan được biết một tay buôn cần sa đã nhét hàng vào vỏ thùng kim loại, sau đó dùng súng bắn đá để bắn các thùng cần sa bay qua biên giới Mỹ. Sau vài ngày truy tìm, Hải quan và Cảnh sát phòng chống ma túy Mỹ TEA đã phát hiện ra 33 thùng kim loại chứa đầy cần sa. Phía cảnh sát cho rằng, để qua mặt lực lượng an ninh, những lon kim loại chứa cần sa này được đóng hộp tại biên giới giáp ranh với Mexico rồi bắn vào Mỹ bằng thứ vũ khí thời Trung Cổ nói trên. Không nằm ngoài tính toán, các nhà chức trách đã phát hiện ra một khẩu súng bắn đá ở gần đó. Nhiều khả năng đó chính là vật dụng gây án. Khẩu súng này có thể bắn đồ vật ra xa đến 152 mét. Giấu ma túy vào bụng bầu giả để qua mặt cảnh sát. Tabitha Leah Ritchie, 28 tuổi, bị yêu cầu dừng lại để kiểm tra trước khi cô định lên chuyến bay từ thủ đô Bogota của Colombia về Toronto tại sân bay quốc tế El Dorado. Khi một điều tra viên phòng chống ma túy hỏi Ritchie rằng cô có thai đã lâu chưa, cô ta trả lời đang mang thai tháng thứ 7. Tuy nhiên khi sờ lên chiếc bụng bầu của Ritchie, nhân viên này nhận thấy nó lạnh và cứng khác thường. Lực lượng an ninh sau đó phát hiện chiếc bụng bầu của người phụ nữ này là giả và được dán băng dính quanh bụng nhằm che giấu 1,84 kg cocaine ở bên trong. Người đàn ông dính 94 chiếc điện thoại lên người. Nhân viên hải quan tại cảng Phú Điền ở Trung Quốc đã nghi ngờ khi thấy một người đàn ông di chuyển với tư thế kỳ lạ. Khi kiểm tra, họ phát hiện ra anh ta đang cố gắng rời khỏi Hồng Kông với một bộ áo giáp làm từ 94 chiếc iPhone cuộn quanh người. Nhân viên hải quan ngay sau đó đã tiến hành kiểm tra và thu giữ 94 chiếc điện thoại iPhone trên người vị du khách trên. Người đàn ông này khai nhận rằng đang lên kế hoạch vận chuyển trái phép những chiếc iPhone kia vào đại lục để kiếm lời. Buôn lậu vẹt màu vàng bằng cách không tưởng ở Indonesia. Hơn 24 chú vẹt cực kỳ nguy cấp đã được cứu bởi cảnh sát sau khi bị nhồi trong chai nước do thương mại bất hợp pháp. Những kẻ buôn lậu nhồi nhét các chú vẹt màu vàng vào chai rỗng để có thể thông qua hải quan tại cảng Tanjung Perak ở Surabaya, Indonesia. Nhưng cảnh sát Indonesia đã phát hiện ra loài chim, trong đó có thể được bán cho nhiều đại gia với giá 650 đô mỗi con. Và cảnh sát đã cắt những cái chai ra để chúng có thể được chăm sóc y tế. Chiêu cất giấu 1,84 kg cocaine trong tượng chim đại bàng đá. Chiều ngày 4 tháng 2, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp cùng đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện lượng lớn ma túy được vận chuyển qua đường hàng không dưới hình thức quà biếu. Theo đó, khi kiểm tra kiện hàng chuyển từ Brazil về Thành phố Hồ Chí Minh dưới hình thức quà biếu, lực lượng phối hợp nói trên phát hiện có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra thực tế. Bên trong gói hàng là tượng các loại chim thú bằng đá. Qua kiểm tra, lực lượng hải quan phát hiện trong ruột 4 tượng đá hình chim đại bàng cỡ lớn có cất giấu 1,84 kg cocaine, ước tính có giá trị hơn 5 tỷ đồng. Các đối tượng đã dùng cách khoét rộng ruột tượng xong nhét ma túy vào bên trong rồi gia công lại hòng qua mặt lực lượng an ninh sân bay. Người đến làm thủ tục nhận kiện hàng là quý bà giấu tên, 48 tuổi, ngụ quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Nghi can này cũng đã bị bắt giữ sau đó để điều tra làm rõ. Được biết, đây là vụ bắt giữ ma túy với số lượng thu giữ lớn nhất kể từ đầu năm 2016 đến nay qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.